Baby bus. Bạn sẽ phá hủy thế giới này. Hay à, bắn sao tấn công. Bạn sẽ hủy diệt thế giới này. Các bạn nhỏ, hãy cùng tìm kiếm các sinh vật huyền thoại với chiến binh bí ẩn. Nếu thu thập được 7 viên ngọc sức mạnh, bạn có thể đánh bại phù thủy và lập lại hòa bình trên trái đất. Hãy chọn một nhân vật để trở thành chiến binh của bạn và bắt đầu chuyến phiêu lưu. Tôi là chiến binh dũng cảm Kiki. Chúng ta hãy cùng đi tìm viên ngọc sức mạnh và bắt đầu cuộc phiêu lưu này. Wow, bạn có thật nhiều sao? Hãy đi mua vài bộ quần áo mới. Quần áo của bạn mới sắm trông thật tuyệt vời. Giáp xích vàng. Hãy chọn. Tôi là chiến binh dũng cảm Kiki. Chúng ta hãy cùng đi tìm viên ngọc sức mạnh và bắt đầu cuộc phiêu lưu này. Wow, bạn có thật nhiều sao? Wow, vương miệng vàng tím lông phượng hoàng. Có rất nhiều sao trong dương báu, hãy đi nhận các thử thách. Chìa khóa dương kho báu ở gần ngay đó, mình nhất định sẽ lấy được. Còn nhiều dương báu nữa. Wow, bạn có thật nhiều sao? Hãy đi mua vài bộ quần áo mới. Wow, bộ quần áo của bạn mới sắm trông thật tuyệt. Gỗ thần vàng. Xin chào thần biển, tôi cần sự trợ giúp của viên ngọc sức mạnh để đánh bại mụ phù thủy. Ngài có thể cho tôi mượn viên ngọc được không? Tôi thực sự muốn giúp bạn, nhưng mụ phù thủy đã phủ phép lên viên ngọc sức mạnh của tôi. Bạn có thể mang cho tôi những trái cây cầu vồng để hóa giải phép thuật được không? Tất nhiên, hãy tin ở tôi sẽ tìm thấy trái cây cầu vồng cho ngài. Hãy nhớ, gỗ có thể nổi trên mặt nước. Wow, hãy tới và phiêu lưu cùng tôi. Đó là trái cây cầu vồng, tôi phải tìm cách vượt qua. Mình phải đánh bại mụ phù thủy. Thank you.
mình phải đánh bại vua phù thủy. Đó là trái cây cầu vồng, tôi phải tìm cách vượt qua. Có thể giúp tôi sửa lại con đường được không? Đó là trái cây cầu vồng, tôi phải tìm cách vượt qua. Đó là trái cây cầu vồng, tôi phải tìm cách vượt qua. Bạn có thể giúp tôi sửa lại con đường được không? Bạn có thể giúp tôi sửa lại con đường được không? Đó là trái cây cầu vồng, tôi phải tìm cách vượt qua. Đó là trái cây cầu vồng, tôi phải tìm cách vượt qua. Đó là trái cây cầu vồng, tôi phải tìm cách vượt qua. Đó là trái cây cầu vồng, tôi phải tìm cách vượt qua. Đó là trái cây cầu vồng, tôi phải tìm cách.
bạn có thể giúp tôi sửa lại con đường được không? Mình phải đánh bại mù phù thủy. Đó là trái cây cầu vồng, tôi phải tìm cách vượt qua. Đó là trái cây cầu vồng, tôi phải tìm cách vượt qua. Bạn có thể giúp tôi sửa lại con đường được không? Mình phải đánh bại mù phù thủy. Đó là trái cây cầu vồng, tôi phải tìm cách vượt qua. Đó là trái cây cầu vồng, tôi phải tìm cách vượt qua. Đó là trái cây cầu vồng, tôi phải tìm cách vượt qua. Đó là trái cây cầu vồng, tôi phải tìm cách vượt qua. Đó là trái cây cầu vồng, tôi phải... Thần biển ơi, tôi đã tìm thấy tất cả 8 trái cây cầu vồng.
bạn đã mang cho tôi những trái cây mọc cầu vồng. Viên ngọc sức mạnh này là món quà dành cho bạn. Wow, ngọc biển, tôi đã lấy được nó rồi. Phượng Hoàng Lửa ơi, ngài có thể cho tôi mượn viên ngọc sức mạnh được không? Tôi phải đi đánh bại một phù thủy độc ác. Tôi thật sự rất muốn giúp bạn, nhưng mụ phù thủy đã phù phép lên viên ngọc sức mạnh của tôi. Bạn có thể mang cho tôi những chiếc lông chim để hóa giải phép thuật được không? Tất nhiên, tôi có thể giúp ngài tìm những chiếc lông chim.